Chào mọi người, ngày hôm nay mình sẽ làm clip thăm nhà họ Henny. Đây là nhà sàn của hoa hậu nhé, nhà rất là đẹp, nhà truyền thống của người AD đây, nhà dài 40m nha mọi người. Đây mình sẽ quay trực tiếp cho các bạn xem. Đây là cột thang nhé mọi người, có hai cột thang, bên kia là cột thang của người Đức, còn bên này là người Nam. Đây bộ cột nhà sàn rất là chắc chắn nha. Bên hông được làm bằng tre hết nha mọi người, à không, cái này là đúng rồi, tre chứ. Và bây giờ mình sẽ lên trên nhé mọi người, mình sẽ lên bậc Nam nhé. Bây giờ lên sang con này có lấy không? Đây là bố của hoa hậu nha. Chào bố. Chào mọi người đây bố. Bố đập với tính nha. Đây, bên trong nhà đây. Nhà kết hợp với kiến trúc hiện đại nha mọi người. Đây là dụng cụ thời xưa của cha ông để lại. Đây là những cái quỳ hồi xưa. Đây mình gọi là bông nha. Rất là đẹp nha mọi người. Đây là chiêng, phòng chiêng. Bên bộ phòng chiêng nhé. Cái sập này là để dùng để đánh phòng chiêng nhé mọi người. Còn bên kia là kho để lúa nhé. Đây là những bằng khen của hoa hậu giành được. Rất là nhiều bằng khen nhé mọi người. Đây mình sẽ quay từng cây một nha. Được công ty cổ phần Hoàng Vũ Sài Gòn. Còn bên này là bằng khen của Thủ tướng nha. Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhé các bạn. Đây là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chiêm Nga, tỉnh Đắk Lắk. Còn bên này, đây là Hội trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Bên này là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Còn bên này là của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chiêm Nga. Bên này là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chiêm Nga luôn. Rất là nhiều bằng khen nha mọi người. Đây có Chủ tịch luôn, Chủ tịch xã Chư Sê. Bên này là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chư Sê huyện Chiêm Nga luôn. Còn bên này là bên Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam nhé các bạn. Ban đại diện Tin Lành Thành phố Hồ Chí Minh. Đây chắc là lúc mà hoa hậu đang đi học.
Đây là hình của Hoa hậu chụp chung với Hội Thánh bên Sài Gòn. Rất là đông nha mọi người. Đây là cái trống. Trống. Đây là cái nồi. Cái nồi hồi xưa như vậy. Hình của Hoa hậu. Đó, mình thấy đẹp không? Chúc mừng Hoa hậu hai niên top 5 thế giới năm 2018 của tổng Việt Trân trị giá 500 triệu nhân Việt Nam đồng nha mọi người. Đây là kho lúa này. Đó. Và đây là hình của gia đình nha mọi người, gia đình Hoa hậu nhé. Hình gia đình trong bộ truyền thống người Ế Đê nhé, rất là đẹp. Bên này là bạn bè và người thân trong buôn nhé mọi người. Cái này chắc là ngày làm lễ cầm tạ hay sao ấy. Đây, trong hình gia đình. Anh chị em trong nhà. Tôn vinh Đức Chúa Trời lễ cầm tạ nha mọi người. Bên này là với mục sư trong Hội Thánh Tin Lành miền Nam nhé. Cái này là hình gì đây? Làng trẻ em SOS Việt Nam hiến tặng. Hình mang một ý nghĩa rất là sâu sắc nha mọi người. Nhà lớp một cái che trên để chống nóng nha mọi người. Đây hình nữa đây. Nào toàn mọi người toàn mặc bộ đồ truyền thống của người Ế Đê không, nhìn rất là đẹp. Đây Hoa hậu đây. Đây Hoa hậu nhận quà tặng từ Ama Công nhé mọi người, trị giá 100 triệu nhé. Lúc mà Hoa hậu mới giành được ngôi vị mọi người. Đây nữa, rất là vinh dự giữa nhé mọi người. Đây nữa, ngôi nhà sàn này chính là Ama Công đầu tư cho Hoa hậu và tặng cho Hoa hậu nha mọi người. Đây hình mang ý nghĩa con cá tây nguyên mọi người. Thank you.
có lẽ video của mình sẽ kết thúc từ đây nha mọi người. Hy vọng rằng mọi người sẽ ủng hộ và nhớ like, chia subscribe nha mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều.